Bạn đang lái xe trên một con đường đông đúc, dừng lại trước đèn đỏ và sau đó nhấn ga đi tiếp và một người đi xe đạp bỗng nhiên xuất hiện. Bạn đạp phanh gấp khiến cô bạn gái bị đổ cà phê lên kính, nhưng may mắn là không có ai bị thương. Vậy làm cách nào để tránh những khoảnh khắc như thế này? Hãy bắt đầu với một số lời khuyên cần thiết cho người đi xe đạp. Làm cho chính mình nổi bật. Mặc quần áo màu sáng hoặc phản quang, có những chiếc áo khoác đặc biệt cho điều đó. Đừng quên trang bị cho cả chiếc xe đạp của bạn. Phản quang trên bánh xe, bàn đạp và đèn sẽ giúp bạn dễ dàng được nhìn thấy. Màu trắng cho phía trước và màu đỏ cho phía sau. Khi tầm nhìn thấp, hãy bật đèn ngay cả vào ban ngày. Đội mũ bảo hiểm đúng cách. Làm sao để biết mũ bảo hiểm bị lỏng? Bạn hãy thử lắc đầu. Nếu mũ quay đi hướng khác, có nghĩa là bạn nên thắt chặt nó lại. Hãy chắc chắn rằng mũ không che mất tầm nhìn của bạn mà chỉ bảo vệ phần trán. Điều chỉnh dây đeo sao cho không có gì lớn hơn ngón tay có thể luồn vào giữa quai nón và cằm bạn. Kiểm tra nón trước mỗi chuyến đi vì quai sẽ giãn dần theo thời gian. Kiểm tra xe đạp trước khi bạn lên đường. Hãy chắc chắn rằng hệ thống phanh vẫn hoạt động tốt, má phanh không bị mòn. Lốp xe được bơm đủ, bánh răng và xích cũng ở trong tình trạng tốt. Điều chỉnh yên xe sao cho chân bạn gần như một đường thẳng. Với bàn chân phẳng trên bàn đạp thấp hơn khi bạn ngồi, sẽ mất thêm một chút thời gian nhưng nó có thể cứu mạng bạn, vì vậy nó rất đáng giá. Hãy là một người lái xe cẩn thận. Các trường dạy lái xe luôn nhấn mạnh bạn phải lái xe cẩn thận, và điều này không chỉ dùng cho xe cơ giới. Bạn phải học cách dự đoán những gì sắp xảy ra trên đường. Tuy bạn không thể đọc được tâm trí của những người xung quanh bạn và kiểm soát họ, nhưng bạn có thể nhìn thấy những người đi bộ không biết họ đang đi đâu, trẻ em chơi bóng đá bên đường và một tài xế lo lắng thay đổi làn đường trong khi đang nghe điện thoại của họ. Hãy để mắt đến tất cả và sẵn sàng hành động nhanh chóng một khi họ bắt đầu làm những điều điên rồ. Hãy để người khác biết ý định của bạn. Ngay cả khi bạn đang vội, đừng phóng xe và lao như điên trên đường. Hãy đi theo một đường thẳng và tạo tín hiệu tay bất cứ khi nào bạn sắp sửa rẽ. Giảm tốc độ hoặc dừng lại. Nếu bạn muốn vượt qua phương tiện khác, hãy thông báo cho họ bằng tiếng chuông hoặc giọng nói, bởi vì bạn biết đấy, nếu bạn va vào một người đi xe đạp khác, cả hai sẽ bị tổn thương. Đi đúng chiều. Nói cách khác là đạp xe cùng chiều với giao thông. Ở các quốc gia lái xe bên phải, bạn nên ở bên phải và gần lề đường hay làn đường của người đi bộ càng tốt. Nó cũng có thể cứu bạn khỏi những trở ngại bất ngờ đến với bạn trên đường và dễ dàng hơn để tránh chúng nếu bạn không phải thực hiện một cú rẽ gấp. Tuân thủ tất cả các biển báo và tín hiệu giao thông. Xe bạn không có động cơ, không có nghĩa là bạn có thể làm ngơ trước luật an toàn giao thông. Biển báo, đèn đỏ và các quy luật khác trên đường vẫn áp dụng cho bạn ngay cả khi bạn đạp xe. Góc thú nhận, bạn có luôn tuân thủ luật giao thông khi bạn đi xe đạp không? Hay bạn nghĩ nó chỉ dành cho ô tô, xe máy? Hãy cho tôi biết trong các bình luận dưới đây. Và đạp xe đến điểm tiếp theo nào. Luôn để tay sẵn sàng trên tay thắng. Điều quan trọng là bạn có thể chạm tay vào tay thắng càng sớm càng tốt, bất cứ khi nào bạn cần dừng lại. Bóp cả hai thắng cùng một lúc và với cùng một áp lực. Bạn phải hết sức cẩn thận khi đường ướt hoặc trơn. Học đi xe đạp không chỉ dành cho trẻ em. Họ nói rằng bạn không thể quên cách đi xe đạp, nhưng bạn có thể nâng cấp các kỹ năng của bạn với một người hướng dẫn tốt. Họ sẽ hướng dẫn cho bạn đi rừng và trả lời tất cả các câu hỏi mà bạn quá ngại ngùng để hỏi. Ví dụ như, phần này hay phần kia của chiếc xe đạp được gọi là gì và cách sửa nó, làm thế nào để đi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vân vân. Thử giao tiếp bằng mắt với những người khác trên đường. Điều này đặc biệt quan trọng tại các nút giao và đường phụ. Tất nhiên, không có lý do gì để mất cảnh giác trên đường. Nhưng khi bạn chắc chắn rằng tài xế đã nhìn thấy bạn, ít nhất bạn có thể hy vọng họ sẽ tránh va chạm với bạn. Nếu bạn không nhận được ánh mắt phản hồi, hãy chuẩn bị phanh nếu cần thiết. Vỉa hè là dành cho người đi bộ. Khi bạn đạp xe trên vỉa hè, bạn sẽ gây nguy hiểm cho người đi bộ. Nếu bạn không quan tâm đến họ, hãy nghĩ cho bản thân bạn. Khi bạn đi xe trên vỉa hè, các tài xế sẽ ít chú ý đến bạn hơn. Vì vậy, khi bạn bẻ lái xuống đường, bạn có thể có một cái chạm mặt không mấy dễ chịu với một chiếc xe nào đó đấy. Đừng cố gắng vượt một chiếc xe tải. Khi bạn lái xe sang bên trái một chiếc xe tải, có nguy cơ tài xế sẽ không nhìn thấy bạn. Họ luôn có những điểm mù và có thể bắt đầu rẽ trái mà không biết bạn đang ở đó. Vì vậy, điều tốt nhất bạn có thể làm là giữ khoảng cách và không cố gắng vượt qua họ. Nếu bạn buộc phải vượt, đợi họ dừng đèn đỏ rồi lên phía trước xe tải để đảm bảo tài xế nhìn thấy bạn. Hãy nhớ rằng rất khó để dự đoán sự cơ động của họ, vì vậy hãy cẩn thận hơn khi họ ở gần. Nhường đường cho người đi bộ và phương tiện khác khi rẽ trái. Quy tắc nhường đường cho người đi bộ cũng áp dụng cho người đi xe đạp giống như các xe khác. Khi rẽ trái hoặc di chuyển sang bên trái làn đường, hãy nhường đường cho các phương tiện di chuyển với tốc độ nhanh hơn.
Nếu ai đó rõ ràng đang cố gắng vượt qua bạn, hãy chậm lại để giúp họ vượt nhanh hơn một cách an toàn. Biết bạn đang đi đâu? Nếu bạn đi đến một thành phố mới, muốn thử một tuyến đường mới hoặc du lịch bằng xe đạp, hãy tìm hiểu kỹ về tuyến đường trước khi bạn khởi hành. Một số tuyến đường đòi hỏi nhiều kỹ năng và kinh nghiệm hơn một số tuyến đường có thể có những trở ngại mà bạn nên biết từ đầu. Ngay cả khi bạn đã làm theo tất cả các mẹo an toàn khi đi xe đạp, bạn vẫn chưa an toàn 100%. Tại sao? Vâng, vì vẫn có xe ô tô trên đường. Nếu bạn là một tài xế, hãy tôn trọng những người có sức mạnh bàn đạp và làm theo những cách sau để giữ an toàn cho họ. Mở cửa xe kiểu người Hà Lan để cứu một số người. Rất nhiều vụ tai nạn liên quan đến người đi xe đạp xảy ra là do cửa ô tô. Khi một chiếc xe dừng lại và tài xế mở cửa ra ngoài, họ thường mở cửa ngay vào mặt người đi xe đạp. Nó xảy ra rất nhiều, nhưng có một cách cơ bản đơn giản để phòng tránh. Giải pháp này đến từ Hà Lan, vì thế nó có tên là Dutch Reach. Nếu đất nước của bạn lái xe bên phải thì cánh cửa nằm ở bên trái của bạn. Đừng mở cửa ra bằng tay trái. Hãy chịu khó một chút và làm điều đó bằng tay phải. Bằng cách này bạn sẽ tự động nhìn vào gương chiếu hậu và nếu một người đang đi xe đạp đến gần, bạn sẽ nhìn thấy. Làm ngược lại, nếu bạn ngồi bên ghế hành khách, hãy dùng tay trái để mở cửa. Phải mất một ít thời gian để bạn làm quen với thói quen này. Một trong những cách dễ dàng ghi nhớ đó là khẩu hiệu: với tay, xoay, nhìn, mở cửa. Khi vượt qua một người đi xe đạp, hãy cho họ đủ không gian. Khi bạn vượt qua một người đi xe đạp, hãy cho họ ít nhất một khoảng bằng chiều rộng của xe. Khoảng cách này phải đủ cho việc vượt lên an toàn. Thể hiện rõ ý định của bạn với mọi người. Người đi xe đạp phải ra hiệu bằng tay hoặc la hét, và với người lái ô tô thì mọi thứ dễ dàng hơn. Bật xi nhan rẽ hoặc bật đèn cảnh báo nguy hiểm, chỉ mất một chút thời gian nhưng có thể cứu được tính mạng ai đó. Vì vậy hãy làm điều đó và không ai sẽ phải chịu rủi ro. Giữ bình tĩnh và tiếp tục. Hãy nhớ rằng những người đi xe đạp cũng có nhiều quyền được đi trên đường giống như bạn. Vì vậy đừng tức giận nếu họ đi quá chậm. Xe của họ chạy bằng chính đôi chân của họ chứ không phải bằng xăng như bạn, đúng không? Nếu bạn bực bội với họ và bấm còi, bạn có thể khiến họ bị giật mình và hoảng loạn. Thay vào đó, hãy cố gắng giao tiếp bằng mắt, kiên nhẫn. Đừng cố vượt qua họ trên một đường hẹp hoặc có xe sắp tới. Hãy chậm lại một chút khi bạn nhìn thấy một người đi xe đạp. Ngay cả khi họ đang di chuyển trong làn đường của mình, họ có thể phải hòa vào dòng xe vì một số lý do và bạn chẳng bao giờ muốn va phải ai, đúng chứ? Tôi thì hay làm thế này khi lái xe mà bắt gặp một người đi xe đạp. Tôi hình dung người đi xe đạp như một thành viên trong gia đình tôi, và vì vậy tôi lái xe quanh họ một cách bảo vệ, với hy vọng rằng những người khác cũng sẽ làm như vậy với các thành viên trong gia đình tôi. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới hôm nay thì hãy like và chia sẻ video với bạn bè nhé. Đây là một số video thú vị khác mà tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và đồng hành cùng Soi Sáng nào.